Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 3 bánh tải trọng hơn 1 tấn. Đấy. Cấu hình của bộ này gần như là dạng mạnh nhất rồi. Cầu liền to, tăng bua là 220. Nhíp thì 8 lá. Đấy. Nhíp thì 8 lá, dài 75 cm. Bộ này thì cấu hình rất là mạnh. Số lùi thì số mạnh thì trang bị cho các bạn loại số mạnh to, loại 2 lò xo này. Đấy, cân nặng loại này và cái loại kia là khác nhau nhé. Đấy, dây số của nó là như dây số 5 tạ luôn. Đây, cần số to này, đầu dây số đây. Bộ này thì số lùi thì có hai lựa chọn cho khách hàng, giá tiền thì sẽ khác nhau. Một là số lùi dạng 2 tầng thêm 1 tầng số mạnh, hai là số lùi bình thường. Đấy, đối với nhu cầu dưới 1 tấn thì các bạn có thể số lùi này, còn đối với nhu cầu trên 1 tấn thì các bạn có thể dùng số lùi này. Lốp thì lốp Kasumina hàng chuẩn. Đấy, tải trọng của nó đây 615 kg đến 600 kg, có nghĩa là nó khoảng hơn 1 tấn trên một đôi bánh này. Nhíp thì nhíp 8 lá các bạn, nhíp 8 lá mà lại có bản rộng này là 6 cm này. Bản rộng to hơn những cái nhíp kia, như kia là bản rộng có 5 cm thôi. 5 cm ấy thì nó sẽ không thể lực, kể cả là ngang số lá với nhau, của lực cũng không thể bằng nhíp 8 lá này được. Đấy, đèn xi nhan có mũi tên, phụ kiện phanh chân rất là đầy đủ. Tay phanh này, cao su nhíp này, bộ trục các đăng này, đây là cái mõ nhíp hàn trên phần khung xe này. Cao su thì được bắt vào đây, cao su bắt vào đây, và sau đó được ăn với cái bộ liên kết này. Liên kết này là có trục 12 nhé, trục này trục 12 rất là khỏe rồi, các bạn cứ yên tâm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lấy loại cật rời cũng được, bên mình sẽ đưa loại cật rời cho các bạn. Cái này là tùy thôi, khách hàng thích loại nào thì mình trang bị loại đấy. Đấy, đây tổng thể của một bộ là như vậy. Đấy, có hai mức giá cho cái bộ này là bộ số lùi đơn giản và bộ số lùi 2 tầng. Lốp thì lốp Kasumila 12 bố, khách hàng có thể chọn lốp hàng khủng hơn nữa là lốp 14 bố. Tuy nhiên thì đối với cái dòng này tải như thế này là đã khủng rồi, không cần thiết là phải lựa chọn loại cao cấp hơn nữa. Đây là tổng thể của một bộ mắc hơn 1 tấn nhé. Mọi chi tiết đặt hàng các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.